Hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2022, Chúa Nhật tuần thứ hai Phục sinh năm C, Đại lễ Chúa Tình Thương. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập hợp tại hành lang Salomon. Nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ, nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam, nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường chõng để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngã trên ai trong họ thì kẻ ấy khỏi bệnh. Đông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Jerusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người đều được chữa lành. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy sướng lên. Đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà A-a-rông, hãy sướng lên. Đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy sướng lên. Đức từ bi của người muôn thuở. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá gốc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, nên chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ. Thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh. Phúc đức cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Từ nhà Chúa chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Trích sách Khải huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự gian truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Đức Giêsu Kitô. Tôi đã ở đảo Patmo vì lời Chúa và vì làm chứng Đức Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: Hãy viết những điều ngươi thấy vào sách và gửi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu Á. Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng. Và ở giữa bảy chân đèn bằng vàng đó, tôi thấy một đấng giống như con người, mặc áo dài và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa trông thấy người, tôi ngã xuống như chết dưới chân người. Người đặt tay phải lên tôi và nói: Đừng sợ, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Ta là đấng hằng sống, ta đã chết, nhưng đây ta vẫn sống đến muôn đời. Ta giữ chìa khóa sự chết và địa ngục. Vậy hãy viết những gì ngươi đã thấy, những điều đang xảy ra và những điều phải xảy ra sau này. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia, Chúa phán. Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con.
Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: Chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọt ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: Bình an cho các con. Đoạn người nói với Tôma: Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chứ cứng lòng, nhưng hãy tin. Tôma thưa rằng: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói với ông: Tôma, vì con đã xem thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, ngợi khen Chúa. Bình an cho anh em. Bài của Linh Mục Giuse Vũ Đình Thường. Nhóm Pharisêu và kinh sư phê bình chỉ trích môn đệ Đức Kitô không giữ luật ăn chay. Đức Kitô đáp: Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Luca chương 5 câu 35. Với Đức Kitô, ngày đó thường được Đức Kitô nhắc đến là giờ ta chưa đến. Đó là ngày Đức Kitô để cho quân giữ bắt. Đối với tông đồ, ngày đó là thời gian các ông sống trong than khóc, lo âu, sợ hãi, sợ lãnh đạo Do Thái bủa lưới, vây bắt, đánh đập và giết chết. Đối diện với tương lai đen tối, cộng thêm mặc cảm tội lỗi chối thầy, các ông rất buồn sầu. Nhớ lại trong bữa tiệc ly, ai cũng can đảm đơn hứa sẽ trung thành với thầy đến chết. Khi sự việc xảy ra, tất cả đều nhanh chân chạy trốn, để mình thầy bơ vơ giữa bầy lan sói. Các ông hành động theo phản xạ tự nhiên của con người, gặp nguy hiểm là chạy trốn, tìm đường sống. Đây là hành động hướng dẫn bởi khối óc, không phải của con tim yêu mến. Sau 3 ngày khóc than, các ông nhận lại được sự sống mới. Đức Kitô thương nhớ các ông và các ông thương nhớ Ngài. Sau khi trỗi dậy từ cõi chết, Đức Kitô không phí một phút nào, Ngài tìm gặp môn đệ. Điều này cho thấy môn đệ chiếm một vị trí quan trọng trong con tim Đức Kitô. Ngài yêu mến, chăm lo, coi sóc, bảo vệ các ông. Đức Kitô không gặp bất cứ trở ngại nào trong việc kiếm nơi các ông lẩn trốn và cũng không gặp trở ngại khi qua cửa đóng then cài. Nghe lời chào bình an, giọng nói quen thuộc, các ông nhận ngay ra thầy. Điều các ông lo buồn đã không xảy ra. Đức Kitô không hề đá động gì đến việc các ông thất hứa, trốn chạy. Thay vào đó, Ngài mang đến cho các ông ơn bình an, hy vọng. Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn để các ông nhận ra Ngài chính là Đức Kitô phục sinh, cùng một Đức Kitô trước và sau cuộc khổ nạn. Ơn bình an Đức Kitô trao ban là ơn đặc biệt. Ngài là Đấng duy nhất làm chủ món quà bình an phục sinh. Ai nhận được ơn bình an phục sinh, con tim người đó cảm thấy thảnh thơi, an bình, thoải mái, tin yêu, tràn đầy hy vọng, bởi ơn đó luân chuyển toàn thể châu thân. Lời chào, bình an cho anh em, cho biết con người bằng xương, bằng thịt,
có thể nhận được ơn bình an phục sinh từ trời cao ban tặng trước khi sai môn đệ đi truyền rao tin mừng phục sinh. Một lần nữa Đức Kitô nói với các ông: bình an cho anh em, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Nói xong, Ngài thổi hơi, ban thánh thần cho các ông. Trình thuật sáng thế ký cho biết, Chúa tạo dựng con người rồi thổi hơi, ban cho con người sự sống. Đức Kitô thổi hơi, ban cho môn đệ sức sống mới, đời sống mới. Từ nay, các ông trở thành khuôn mặt mới của Đức Kitô. Với con tim mới, các ông là chân, là tay nối dài của Đức Kitô mang tin mừng phục sinh đến cho muôn dân. Thổi hơi đây chính là ban thánh thần, đấng luôn là bạn đồng hành, hướng dẫn, chỉ bảo, dạy dỗ giúp các ông hiểu sâu hơn về mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Lần đầu Đức Kitô hiện ra vì một lý do nào đó, Tôma vắng mặt. Tuần sau Ngài lại đến với các ông và nói với Tôma: hãy nhìn xem tay thầy và cành sưởng thầy. Luca chương 20 câu 27. Tôma thưa: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Gioan chương 20 câu 28. Câu trên Tôma tiên sinh niềm tin hai lần: lạy Chúa của con chính là nói về nhân tính của Đức Kitô, lạy Thiên Chúa của con chính là nói về thiên tính của Đức Kitô. Như thế Tôma tuyên xưng Đức Kitô vừa là con người thật, vừa là Thiên Chúa thật. Đức Kitô hiện ra với môn đệ và điều này thay đổi cuộc sống các ông đang từ lo âu, buồn phiền, sợ hãi. Các ông trở nên con người mới, sức sống mới, niềm tin mới, tương lai tươi sáng trong niềm hy vọng phục sinh. Đức Kitô nói với Tôma: vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Gioan chương 20 câu 29. Chúng ta tin theo Đức Kitô không phải vì thấy mà dựa vào tường thuật lẫn niềm tin của các tông đồ. Chúng ta là người có phúc không trực tiếp nghe lời rao giảng của chính Đức Kitô, nhưng nghe, tin theo, nghe lời Đức Kitô phục sinh ghi lại trong Kinh Thánh. Nguồn hạnh phúc này trở nên vẹn toàn khi mỗi người trong chúng ta mang con tim mới trở thành khuôn mặt Đức Kitô phục sinh, trở thành tay, thành chân nối dài của Đức Kitô phục sinh. Bài của linh mục Giuse Vũ Đình Tường. Hạt táo. Tại một xứ hồi giáo nọ, có một người đàn ông bị vua truyền lệnh treo cổ vì đã ăn cắp thức ăn của một người khác. Như thường lệ, trước khi bị treo cổ, tù nhân được nhà vua cho phép xin một ân huệ. Kẻ tử tội bèn xin với nhà vua như sau: tâu bệ hạ, xin cho thần được trồng một cây táo, chỉ trong một đêm thôi, hạt giống sẽ nảy mầm, thành cây và có trái ăn ngay tức khắc. Đây là một bí quyết mà cha thần đã truyền lại cho thần. Thần tiếc là bí quyết này không được truyền lại cho hậu thế. Nhà vua truyền lệnh cho chuẩn bị mọi sự sẵn sàng để sáng hôm sau người tử tội sẽ biểu diễn cách trồng táo. Đúng giờ hẹn, trước mặt nhà vua và các quan văn võ trong triều đình, tên trộm đào một cái lỗ nhỏ và nói: chỉ có người nào chưa hề ăn cắp hoặc lấy của người khác, người đó mới có thể trồng được hạt giống này. Vì đã từng ăn trộm nên tôi không thể trồng được hạt giống này. Nhà vua tin người tử tội nên mới quay sang nhìn về tể tướng, có ý nhờ ông ta làm công tác ấy. Nhưng sau một hồi do dự, vị tể tướng mới thưa: tâu bệ hạ, thần nhớ lại lúc còn niên thiếu, thần cũng đã có lần lấy của người khác. Thần cảm thấy mình không đủ điều kiện để trồng hạt táo này. Nhà vua đảo mắt nhìn chung quanh các quan văn võ đang có mặt. Ông nghĩ bụng, may ra quan thủ kho trong triều đình là người nổi tiếng trong sạch, có thể hội đủ điều kiện. Nhưng cũng giống như vị tể tướng, quan thủ kho cũng lắc đầu từ chối và tuyên bố trước mặt mọi người rằng ông cũng đã có một lần gian lận trong chuyện tiền bạc, không còn tìm được người nào có thể thực hiện được bí quyết trồng cây ấy. Nhà vua định cầm hạt giống đến cho vào lỗ đã đào sẵn, nhưng ông cũng chợt nhớ rằng lúc còn niên thiếu, ông cũng có lần đánh cắp một báu vật của vua cha. Lúc bấy giờ, người tử tội chỉ vì ăn cắp thức ăn mới chui sốt thốt lên: các ngài là những kẻ quyền thế cao trọng, các ngài không hề thiếu thốn điều gì.
Vậy mà các ngài cũng không thể trồng được hạt giống này, bởi vì các ngài cũng đã hơn một lần lấy của người khác. Còn tôi, một con người khốn khổ, chỉ lỡ tay lấy thức ăn của người khác để ăn cho đỡ đói qua ngày, thì là bị các ngài nghị án treo cổ. Nhà vua và cả triều thần nghe như sóng sáo trong lương tâm. Ông ra lệnh phóng thích cho người ăn trộm. Lời cầu chúc bình an của Đức Kitô phục sinh là một thứ hạt táo được gieo vào tâm hồn chúng ta. Hạt giống bình an đó chỉ có thể nảy thành cây và mang lại hoa trái là nếu mỗi người ai cũng dọn sẵn đất đai cho nó. Đất đai thuận tiện để cho hạt giống của bình an ấy được nảy mầm chính là lòng sám hối thực sự. Sám hối nghĩa là biết chấp nhận chính bản thân và sẵn sàng cảm thông tha thứ cho người khác. Có nhận ra những yếu đuối bất toàn của mình, con người mới có dễ dàng cảm thông và tha thứ cho người ta. Và có cư xử như thế, chúng ta mới thấy được hạt giống bình an nảy mầm trong tâm hồn chúng ta và mang lại hoa trái cho người xung quanh. Bài trích sách Lẽ Sống.